Ngọc Anh rất vui gặp lại quý vị trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay cả khi còn tại thế. Chỉ bằng con đường tự học và trải nghiệm thông qua thực tiễn hoạt động và chiến đấu, ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất, một nhà chiến lược mưu trí sáng tạo, một vị tổng tư lệnh văn võ song toàn. Thế nhưng đằng sau những trận chiến oai hùng, người ta vẫn gặp một anh văn giản dị đời thường, yêu vợ thương con. Đặc biệt đại tướng còn có 5 người con vô cùng tài năng và có sự nghiệp cực khủng. Thậm chí người con gái của đại tướng còn vinh dự nhận một giải thưởng danh giá mà chưa người phụ nữ Việt Nam nào được nhận, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Vậy 5 người con của đại tướng Võ Nguyên Giáp có sự nghiệp ấn tượng như thế nào và còn những bí mật nào về gia đình đại tướng mà lịch sử vẫn đang giấu kín? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được coi là một trong những danh tướng hàng đầu thế giới. Nhưng Đại tướng vẫn là người rất dung dị đời thường. Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có được 5 người con đều giỏi giang và thành đạt, có địa vị trong xã hội. Với Đại tướng, đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời của người làm cha, làm mẹ. Người con đầu tiên của đại tướng là Võ Hồng Anh, con gái duy nhất với người vợ đầu Nguyễn Thị Quang Thái. Năm 1933, đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn với tình đầu là bà Nguyễn Thị Quang Thái. Bà Quang Thái là em gái nhà yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai, người bạn cùng hoạt động trong Đảng Tân Việt cùng đại tướng. Sự ra đời của cô con gái Võ Hồng Anh vào năm 1939 là sự kết tinh đẹp đẽ của tình yêu hai người. Một năm sau, đại tướng sang Trung Quốc hoạt động. Sau đó, bà Quang Thái bị chính quyền thực dân Pháp bắt và mất năm 1944. Con gái Hồng Anh được bà nội đón về An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình nuôi dưỡng. Mãi đến năm 1946, bà Hồng Anh mới gặp lại cha lần đầu. Bà kể, sau chiến thắng của ta ở non nước Ninh Bình, ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu. Lúc đó, bà có hỏi gì, Hồng Anh cũng lặng thinh. Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí đặc biệt của con gái từ ngày ấy. Cũng trong lần về thăm ngắn ngủi đó, bà đã tranh thủ đèo tôi bằng xe đạp từ Thanh Chương lên chợ Dạng, Đô Lương thăm cậu ruột của tôi. Trên đường, tôi nhớ lúc đó trời đã tối, ông lại hỏi, con có nhớ ba không? Tôi cũng không nói. Im lặng hồi lâu, bà lại nói, chị Hà cũng thương con lắm. Khi mới về làm vợ ba tôi, cô Hà thường xưng với tôi bằng chị và tôi cũng gọi như vậy. Sau này, trong một lần đến thăm bác Trường Chinh, bác gái đã khuyên tôi, cháu nên gọi cô Hà là cô, như thế hay hơn. Sau đó, bà được chính phủ bố trí sang học tại Quế Lâm và khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 1954, bà được đưa sang Liên Xô theo học trường thiếu nhi Việt Nam Internat Moscow. Năm 1959, bà theo học ngành vật lý lý thuyết lượng tử, Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Moscow. Bà tốt nghiệp năm 1965 với bằng đỏ hạng ưu. Về nước, năm 1983, tiếp tục công tác tại Viện Khoa học Việt Nam và được phong học hàm giáo sư. Năm 1987, bà về làm việc tại Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, sau là Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, phó phòng rồi trưởng phòng vật lý lý thuyết và tính toán. Năm 1998, bà công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Tính toán, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử. Võ Hồng Anh là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý Việt Nam được tặng giải Kovalevskaya vào năm 1988. Giải thưởng Kovalevskaya là giải thưởng thường niên dành cho những tập thể cá nhân nữ khoa học gia xuất sắc nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Giải thưởng mang tên nhà nữ toán học gốc Nga Kovalevskaya, sinh năm 1850, mất năm 1891. Bà Hồng Anh từng chia sẻ về đại tướng, cả cuộc đời ba tôi là người của công việc, của sự nghiệp chung. Khi ở tuổi 93, mặc dù tất cả con cháu trong gia đình luôn nhắc ông phải đặc biệt ưu tiên số 1 cho sức khỏe, bà vẫn không ngớt dõi theo thế sự của thế giới và đất nước.
và có những ý kiến đóng góp theo đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước. Tôi nghĩ, đối với ông, tình cảm của nhân dân, của bạn bè, đồng chí, của người thân trong gia đình là phần thưởng quý giá nhất, là phương thuốc hữu hiệu cho sức khỏe và tuổi thọ. Bà qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2009 tại Hà Nội. Mộ phần của bà được đặt tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội. Ngoài người con là nhà khoa học nữ Võ Hồng Anh, Tướng Giáp còn có 4 người con với vợ Đặng Thị Bích Hà. Năm 1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn với giáo sư Đặng Thị Bích Hà, con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Bà Bích Hà là người đã đồng hành cùng Đại tướng trong suốt những năm tháng thăng trầm đến tận cuối đời. Đại tướng và bà Bích Hà có 4 người con, 2 gái, 2 trai. Tất cả các con đều thành công trong nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là người con gái Võ Hòa Bình. Võ Hòa Bình, sinh năm 1951, là người con gái đầu, đã tốt nghiệp khoa vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường, bà về công tác tại nhà máy chế tạo bán dẫn thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Sau đó, bà là phó giám đốc công ty điện tử Sao Mai của quân đội. Những năm trước khi nghỉ hưu, bà công tác ở Cục Quản lý Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng. Hiện bà là Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn HIPT, chuyên cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, thiết kế, cung cấp các thiết bị viễn thông đầu cuối. Tiếp theo là Võ Hạnh Phúc. Con gái thứ hai của Đại tướng là Võ Hạnh Phúc, sinh năm 1952. Hạnh Phúc đã theo học ngành vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, Liên Xô cũ. Về nước, bà công tác ở Viện Vật lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Hiện bà cũng là Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn HIPT, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp các thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì các sản phẩm công nghệ thông tin, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phân phối các thiết bị đầu cuối viễn thông. Thứ ba là Võ Điện Biên. Người con trai trưởng của Đại tướng được đặt tên Võ Điện Biên, sinh năm 1954, hiện là giám đốc công ty cổ phần Đông Sơn, hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyên cung cấp các thiết bị máy móc kỹ thuật đa ngành cho các cơ quan, doanh nghiệp. Võ Điện Biên là một chàng trai thông minh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào loại xuất sắc, ông đã được gửi sang học ở Học viện Kỹ thuật Hàng không Zhukovsky, Liên bang Xô Viết. Học viện này là trung tâm hàng đầu đào tạo cán bộ cho ngành khoa học hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Ra trường, ông trở về phục vụ cho quân đội. Gần đây, ở cái tuổi ngưỡng của hưu trí, ông quyết định đem những kiến thức cùng những kinh nghiệm của mình sang để phát triển một lĩnh vực rất cần cho phát triển đất nước, lĩnh vực khoa học công nghệ. Võ Điện Biên có 4 đứa con, 3 trai, 1 gái. Các con ông đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Thứ tư là người con trai Võ Hồng Nam. Con trai út đại tướng là Võ Hồng Nam, sinh năm 1956, hiện là giám đốc công ty cổ phần máy tính truyền thông Hồng Nam. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành vật lý. Từ năm 1979, Hồng Nam đã nuôi chí đi sâu nghiên cứu về công nghệ bán dẫn. Ông vào làm trợ lý cho nhà máy sản xuất bán dẫn thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Năm 1984, Võ Hồng Nam sang Hungary làm thực tập sinh kỹ sư công nghệ ở Liên hiệp Vi điện tử MEV, Budapest, rồi kỹ sư lập trình ở Viện Nghiên cứu Máy tính và Tự động hóa Budapest. Về nước, Hồng Nam vẫn làm việc trong lĩnh vực yêu thích của ông. Từ năm 2009, Hồng Nam trở thành giám đốc công ty cổ phần máy tính truyền thông Hồng Nam, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Tất cả các con của đại tướng đều được đào tạo và hoạt động trên lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, ngành nghề mà từ khi đang là phó thủ tướng phụ trách khoa học kỹ thuật, ông rất quan tâm, khuyến khích và họ đều rất thành đạt. Tướng Giáp luôn đặt tên con cháu theo ước vọng về đất nước. Người con trai Võ Điện Biên được lấy tên theo sự kiện lịch sử năm 1954. Hai con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc thể hiện mơ ước về ngày hạnh phúc của đất nước. Người con út Võ Hồng Nam là niềm mong ước một miền Nam rực cờ hồng. Hai con của Võ Hồng Nam được đặt tên là Võ Hoài Nam, nhớ mong miền Nam, và Võ Thành Trung như lời thề nguyện tận trung với nước. Hoài Nam và Thành Trung được cha dạy võ từ năm 3 tuổi theo truyền thống con nhà võ,
nên khi lớn lên đều trở thành những thanh niên cường tráng. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người nặng tình, nặng nghĩa. Trong nhà ông trưng bày rất nhiều kỷ vật về Bào Quang Thái, người vợ đầu đã hy sinh, để nhắc nhở các thành viên gia đình không được quên bà. Ngày 27 tháng 7, giỗ, Tết là dịp cả gia đình cùng tưởng nhớ bà Quang Thái. Khi vẫn còn đi lại được, tướng Giáp thường cùng người vợ sau là Phó Giáo sư Bích Hà lên nghĩa trang Mai Dịch, bất kể nắng mưa, để nhổ cỏ, lau mộ, thắp hương cho bà Thái. Cử chỉ ẩn nghĩa đó, cùng với những đức tính bao dung đã ngấm sâu vào dòng máu thế hệ tiếp theo, các con ông. Suốt 2/3 thế kỷ làm bạn đời, bên cạnh người anh cả của quân đội ta, bà Đặng Bích Hạ lặng thầm làm hậu phương vững chắc, cùng ông đi suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, cho đến khi ông về với thế giới người hiền. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312, nguyên phó cục trưởng cục quân huấn kể: sinh ra trong gia đình danh giá, bản thân cũng là phó giáo sư sử học, lại là vợ của một vị tướng lừng danh, nhưng chị Hà cả đời không màng lợi danh. Chị là người phụ nữ trí thức vô cùng chân thành và giản dị. Ông Tài nhớ, hồi ở chiến khu, có một lần được lệnh đến gặp Tổng Tư lệnh báo cáo gấp tình huống mới phát sinh. Khi đến nơi, ông thấy bên bếp lửa nhà sàn, bà Bích Hà đang đọc sách bàn về chiến tranh, di cảo của Clausewitz, nhà lý luận quân sự người Đức, bản dịch tiếng Pháp cho đại tướng nghe. Đại tướng nói với vợ, chị Hà hôm nay đọc hơi nhanh rồi. Theo các cựu chiến binh, bà Đặng Bích Hà là một người phụ nữ cử xử rất khéo léo và đúng mực. Với người con riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với người vợ đầu Nguyễn Thị Quang Thái là Võ Hồng Anh, bà cũng chăm sóc rất chu đáo. Tình cảm yêu quý Hồng Anh của bà Hà cũng rất tự nhiên chứ không gượng ép. Là người cá tính nên từ bé, Hồng Anh thường cư xử theo cảm tính. Nhưng cả đại tướng và phu nhân không bao giờ nóng nảy với cô. Sau này, bà Hà đối xử với Hồng Anh công bằng như với bốn người con do chính bà sinh ra. Gác lại mọi công danh sự nghiệp, bà Hà thay chồng chăm sóc các con và luôn sánh bước cùng đại tướng trong những chuyến công tác và cả cuộc sống thường nhật. Ông Nguyễn Tiến Đỗ, một trong số những người lính cận vệ từng phục vụ đại tướng, hiện trú tại Quế Võ, Bắc Ninh cho biết: chưa bao giờ tôi thấy đại tướng lớn tiếng với vợ con. Mỗi lần có chuyện gì không hài lòng, ông thường rất nhỏ nhẹ nhắc nhở. Bữa cơm của ông bà chẳng mấy khi có sơn hào hải vị, mà thường là những món ăn đạm bạc tự tay phu nhân chế biến. Tôi nhớ mãi, một hôm đi công tác về muộn, đại tướng cho phép tôi ở lại dùng bữa tối. Trong bữa cơm, hai người không nói quá nhiều, nhưng tôi lại thấy một sự ăn ý đến kỳ lạ. Tiếp lời đồng đội, đại tá Nguyễn Bội Dòng cười nhớ lại, anh Văn và chị Hà có cách quan tâm đến cấp dưới rất riêng. Biết cánh thư ký đều còn trẻ, chưa lập gia đình, nên hầu như năm nào chúng tôi cũng được mời sang ăn Tết cùng gia đình đại tướng. Thường khoảng chiều 28 Tết, chị Hà trực tiếp cùng vài người trong nhà tổ chức gói bánh chưng. Sáng mồng 1 Tết, anh em cơ quan và bạn bè thân cận đến nhà chúc Tết. Trên tay người thì hộp bánh, hộp mứt, gói ô mai. Giữa phòng khách nhà đại tướng đã đặt sẵn chiếc bàn to. Ai mang gì tới thì để lên đó và mọi người cùng thưởng thức. Chúng tôi hồi ấy vẫn nói vui với nhau là góp Tết. Đại tướng và phu nhân cứ bình dị bên nhau như thế, không kiểu cách, phô trương. Những việc có thể làm được, họ đều chủ động không phiền đến cấp dưới. Căn nhà số 30 Hoàng Diệu luôn giữ một không khí đầm ấm, thân thiện. Cho đến năm 2009, khi sức khỏe ngày càng yếu, đại tướng phải ở trong bệnh viện. Tuần nào, bà Bích Hà cũng vào thăm chồng, cùng ông chuyện trò. Khi nào mệt, bà không vào được, ông lại hỏi các con và dặn, bảo chị Hà giữ gìn sức khỏe. Quý vị thân mến, xuất thân từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành đại tướng, tổng tư lệnh, ông được lịch sử và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn vì văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Ông là đại tướng đầu tiên của quân đội ta, cũng là đại tướng thắng nhiều đại tướng nhất. Nhưng đằng sau ánh hào quang của những trận chiến oai hùng, đại tướng cũng là một người giản dị, thương vợ yêu con. Ông cũng có những người con tài giỏi khiến cả nước Việt Nam đều ngưỡng mộ và tự hào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.